Người phụ nữ tìm thấy sinh vật kỳ dị bò như dùng, vẫy đuôi như chó ở trên cửa sổ nhà. Tính nuôi thì dân mạng bảo cẩn thận với tính mạng. Theo một video mới đăng trên mạng, rất nhiều người đứng xem sinh vật kỳ dị bò trên tường và tò mò không biết đây là loài vật gì. Con vật lạ được phát hiện đang bò trên cửa của một ngôi nhà với hình thù kỳ quái. Nó có cơ thể đầy lông lá màu nâu xám với một cái đầu có lớp lông màu nâu đậm hơn và có thể cử động qua lại. Nhìn kỹ hơn thì bên dưới đầu của nó là hai cái chân nhỏ thò ra cũng được phủ đầy lông. Đặc biệt là sinh vật này còn có một cái đuôi nhỏ biết vẫy như loài chó khi bị đụng chạm vào cơ thể. Video gây ra một cơn sốt trên Facebook, thu hút hàng trăm lượt thích và chia sẻ. Người dùng mạng Mondale Valer cho biết anh nghĩ nó giống một con Pokemon. Trong khi đó, Shay Wallace thì nhận định con vật này có hình thù giống như một con chó phiên bản mini. Nhưng thực chất, con vật này không phải là một loài vật lạ. Thực tế, nó là một loại sâu bướm được gọi là Megalobitch opercularis. Và nó không phải con vật dễ thương. Bên dưới lớp lông này là gai độc. Thứ mà chúng ta nhìn thấy chính là ấu trùng của loài bướm này. Ấu trùng của Megalobitch opercularis thường dài khoảng 4-5cm. Chúng được bọc bởi một lớp lông dài, cứng như là tóc, làm cho nó trông giống như một con mèo ba tư. Đặc tính mà có lẽ đã cho nó cái tên khác là đuôi sóc. Sinh vật này là loài thay đổi về màu sắc, từ màu xám, trắng, nâu vàng rồi tới màu xám than. Nhưng mà điểm chung là đều có một vệt màu cam sáng trên lưng. Nó phân bố khắp phía Nam Hoa Kỳ, Mexico và một phần Trung Mỹ. Nếu con người đụng phải lông con sâu bướm sẽ bị ngứa da. Năm ngoái, một cậu bé 7 tuổi từ bang Mississippi, Mỹ đã bị đốt bởi một trong những con bướm này và đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Cậu bé đã chạm vào ấu trùng loài bướm đêm trong khu vườn nhà mình. Các bạn nghĩ sao về sinh vật lạ này? Hãy comment cho tôi biết với nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Bí ẩn hôm nay ra thêm video mới nhé. Còn giờ thì bye bye!